bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trang trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể bà con, trong không khí sôi nổi của một ngày lễ lớn của dân tộc, hôm nay để chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 1930-2019 với mục đích gắn kết tình đoàn kết anh em giữa các khu. Đó chính là lý do của chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi chiều ngày hôm nay. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Để mở đầu cho chương trình, chúng ta hãy cùng đến với những âm hưởng hào hùng của ca khúc Hát mãi khúc quân hành, song sáng tác Diệp Minh Tuyền, do các ca lâm nữ tiểu khu Trần Phú sẽ gửi tới ngay sau đây. Xin mời quý vị và bà con hãy đi dành cho tiết mục mở màn của tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ.